đã đến với Linh Kiện Store. Ngày hôm nay thì Hồ Thảo đang đứng tại số 15 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là chi nhánh thứ nhất của Linh Kiện Store. Và hiện tại bên cửa hàng mình thì đang có một chương trình khuyến mãi mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Và hiện tại thì đang có rất là nhiều khách hàng đang còn ở trong cửa hàng của mình. Vì thế cho nên là mình sẽ có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ những vị khách đến mua hàng tại Linh Kiện Store. Và bây giờ hãy cùng theo chân Thảo nhé, chứ ở ngoài này nóng quá. Và hiện tại thì khách hàng đến Linh Kiện Store cũng đang rất là đông. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với một số vị khách nhé. Đây, hiện tại ở đây đang có một chị rất là xinh đẹp. Dạ, chào chị ạ, cho em xin phép phỏng vấn chị một chút xíu nhé. Được em ha. Dạ, chị có thể giới thiệu cho em biết một chút xíu về thông tin cá nhân của chị được không? Mình tên Hằng thì mình ở bên Tân Phú á. Dạ. Mình qua đây mua loa. Dạ. Và hiện tại chị mua loa thì không biết là chị có biết về chương trình khuyến mãi tại bên cửa hàng Linh Kiện Store ngày hôm nay không ạ? Mình có tìm kiếm và mình hôm qua mình mới coi trên trang web á, thì thấy là có được tặng áo mưa với lại được bốc thăm trúng thưởng gì phải. Dạ, em cảm ơn chị. Và hiện tại thì bên em đang có bán rất là nhiều mẫu loa, thì không biết là chị đã lựa chọn được mẫu loa san xui, thì không biết là mục đích chị sử dụng là gì ạ? Sắp tới lễ rồi, mình mua để mình đi du lịch với gia đình đó. Cái này nó nhỏ nên là mình có thể mang theo được. Dạ. Vậy giờ chị có muốn test loa không thì chị có thể test một chút xíu loa được không ạ? Được. Dạ, em xin nhờ sự hỗ trợ của anh cửa hàng. Và bây giờ thì anh nhân viên bán hàng bên cửa hàng mình sẽ hỗ trợ test loa cho chị Hằng. Và trong lúc mà test loa thì mình sẽ đi tìm kiếm một vài vị khách hàng nữa để phỏng vấn nhé. Con chào chú, ngày hôm nay thì con xin phép chú phỏng vấn một chút xíu về cái việc mua hàng tại bên cửa hàng bên con. Thì chú có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân, họ tên và nơi mà chú đang ở ạ? Chú ở đây ở Tân Phú. Dạ. Coi trên mạng thấy thì nghe tới tính mua mấy cái flycam vậy không? Dạ. Và hiện tại thì bên cửa hàng con đang có một cái chương trình khuyến mãi nhân ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thì khi mà chú mua hàng tại bên con thì bên con sẽ có tặng áo mưa cũng như là được bốc thăm trúng thưởng giảm giá tiền mặt của cho cái sản phẩm này. Không biết chú mua flycam nhằm mục đích gì ạ? Mua chơi thôi, mà giờ không có hàng. Dạ. Nãy giờ hỏi mấy món không có hàng. Dạ thì mua giá rẻ mà không có hàng. Dạ. Thì hiện tại thì bốc năm đúc cũng đang giảm giá với lại giá cũng hấp dẫn lắm chú, nên là giờ chú không, hàng, không biết cái gì mua giờ mà rẻ. Dạ. Giờ bên nhân viên bên con sẽ tư vấn chú mua hàng. Và chúc chú có một buổi mua sắm thật là thú vị tại cửa hàng bên con ạ. Rồi. Con cảm ơn chú. Và hiện tại thì đang có một cái anh chàng rất là đẹp trai đang đứng ở khu vực camera hành trình, và bây giờ hãy cùng theo chân anh ấy nhé. Thì em lấy con này, anh gói hàng giùm em đi. Dạ. Hiện tại thì bên em đang có chương trình để cho lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, thì với hóa đơn thêm 1 triệu thì bên em sẽ tặng cho mình một cái áo mưa kèm theo đó là bốc thăm chú trúng thưởng. Thì trong đây thì nó sẽ có phiếu là mua giảm giá cho mình từ 50 cho đến 500 ngàn. 500 ngàn? Dạ đúng rồi. Thì mời anh con bên kia thanh toán gì không? Rồi. Rồi, hiện tại đang còn bốc thăm rồi nha các bạn. Có hồi hộp không anh? Hồi hộp chứ bạn. Rồi. Không biết là con số của anh là con số bao nhiêu anh? Em cũng tò mò quá à. 200 ngàn. Và anh ấy đã bốc được một cái lá thăm với trị giá là 200 ngàn. Và bây giờ hãy cùng thanh toán và để anh ấy nhận phần quà của mình ngày hôm nay nhé. Yeah boy. Dạ, chúc mừng anh đã mua được một chiếc camera hành trình EK mà được giảm lên tới là 200 ngàn, kèm theo đấy là quà tặng. Dạ, chúc mừng anh và cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ cũng như là mua sản phẩm bên cửa hàng bên em. Dạ, vừa rồi mình vừa có một cuộc phỏng vấn nhẹ với 3 khách hàng mua hàng vào buổi sáng ngày hôm nay tại Linh Kiện Store. Như các bạn có thể thấy thì tại Linh Kiện Store khi mà các bạn đến mua hàng, các bạn có thể rất là thoải mái
trải nghiệm những cái sản phẩm của Linh Kiện Store và được hỗ trợ rất là nhiệt tình từ các nhân viên Linh Kiện Store. Các bạn có thể test loa hát thoải mái và test các phụ kiện trực tiếp tại cửa hàng Linh Kiện Store luôn. Với không gian mua sắm rộng rãi và luôn được trang bị máy lạnh thì các bạn sẽ vô cùng là thoải mái khi mà lựa chọn các sản phẩm tại Linh Kiện Store trong một cái tiết trời nóng như này tại Sài Gòn. Và hiện tại chương trình khuyến mãi siêu khủng mừng đại lễ của Linh Kiện Store vẫn đang tiếp tục được diễn ra cho đến hết ngày 1 tháng 5. Và Linh Kiện Store sẽ phục vụ các bạn xuyên lễ, vì thế nên các bạn hãy nhanh chân đến Linh Kiện Store để lựa chọn cho mình những sản phẩm phục vụ cho kỳ lễ sắp tới. Và vẫn đang còn rất là nhiều phần quà cũng như là phiếu giảm giá đang chờ đón các bạn. Và bây giờ xin chào và chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.